Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của Lùng Đẹp Tab Slide là một chức năng cực kỳ phổ biến Nó giúp cho trang web trở nên gọn gàng nhờ việc sắp xếp nội dung một cách hợp lý Ẩn bớt những nội dung dư thừa và giúp người dùng dễ dàng điều hướng đến phần nội dung mà họ có quan tâm Khi code không chỉ dừng lại ở việc code gọn gàng, dễ đọc, dễ hiểu Đối với Tab Slide còn một vấn đề bất cập cực kỳ quan trọng nữa đó là trong một trang web thường sẽ có nhiều hơn một tab slide, như trên màn hình hiện tại của mình có tới tận 2 tab slide độc lập nằm chung một khung hình và sẽ có thể nhiều hơn thì khi này cốt của chúng ta cần phải thật chuẩn và tối ưu để làm sao chúng ta chỉ cốt một lần duy nhất thôi và từ đó về sau nếu có thêm bất kỳ một tab slide nào thì nó cũng sẽ phải tự hiểu ta không cần cốt thêm bất cứ một dòng JavaScript nào nữa nếu cốt của bạn chỉ chạy cho một tab slide nhất định hoặc mỗi lần thêm một tab slide mới chúng ta cần phải bổ sung thêm một vài dòng cốt thì có nghĩa cốt của bạn chưa tối ưu nếu mọi người thấy video này hay cho mình xin một flow nhé cảm ơn mọi người rất nhiều và giờ chúng ta bắt đầu nào Đầu tiên mình cần tạo ra đủ 3 file, một đó là index.html, hai là style.css và cuối cùng là script.js. Ở index.html mình sẽ tiến hành nhúng link style.css cũng như link script.js vào. Tới đây công đoạn chuẩn bị của mình coi như đã xong. Tiếp theo, trong body mình tạo ra một class tên là container để làm cái khung và tất cả mọi nội dung cho trang web của mình sẽ viết vào trong đây. Qua style, đầu tiên đối với body, mình sẽ cho nó một background color là màu tối. Với color màu chữ là trắng sáng. Megan căng lề bằng không. Và một font family cho toàn page là system UI. Sau cùng là container. Cái khung cho trang web này mình sẽ cho nó một kích thước width là bằng 1000 pixel và cho nó một cái max width tối đa là 100% khung hình để đảm bảo không bao giờ bị bể và một margin bằng auto để căng giữa khung hình. Mình tiến hành tạo ra một tab slide đầu tiên. Trong mỗi tab slide sẽ gồm hai thành phần, thành phần đầu tiên chính là những nav chứa chức năng điều hướng. Tương ứng với mỗi lợi y có class là Naps Item sẽ đại diện cho một nút điều hướng đến một phần nội dung cụ thể. Ở đây mình sẽ tạo ra 3 Naps Item, tương ứng là Tab 1, Tab 2 và Tab 3. Đầu tiên sẽ là Naps Tab. Với background, ở đây mình sẽ sử dụng thuộc tính Liner Gradient để tạo ra hiệu ứng chuyển màu. Hướng chuyển màu sẽ là xuống bên dưới, to bottom, lệch qua bên phải, right. Sau đó mình cần liệt kê tối thiểu hai màu sắc để có thể tạo ra được hiệu ứng chuyển màu. Beijing mặc định mình cho về không. Với margin tức căn lề, mình sẽ cho căn lề trên 50 pixel, còn tất cả các góc còn lại sẽ cho bằng không. Với list style bằng nâng để ẩn các dấu chấm đằng trước những lời ID. đi. Sau đó mình khai báo một display bằng flash để đảm bảo các lợi ý này, tức là những tab này sẽ luôn nằm chung một hàng. Sau đó với mask width bằng fix content để khiến cho cái nắp tab này sẽ có độ lớn vừa với phần nội dung bên trong. Tiếp theo mình tiến hành bo viền hai góc bên trên lại, tức là top left và top right, một góc 20 pixel. với overflow bằng hidden sẽ ẩn tất cả các phần nội dung bị lồi ra khỏi khung hình đi. Tiếp theo là các Naps item. Để có thể nhấn mạnh nó hơn, mình cho font weight bằng bo để tô đậm. Font size bằng 20 pixel. Bezing bằng 20 pixel. Và width bằng 80 pixel để căn giữa nội dung mình có text align bằng center và một border right để tạo ra hiệu ứng đường viền nằm bên phải một tab. Thì khi này mọi người để ý này, tất cả các tab từ tab 1, tab 2, tab 3 của chúng ta đều có một hiệu ứng là border right. Thì khi này thì cái tab 3 của chúng ta không cần thiết có border right bởi vì nó nằm ở ngoài cùng rồi. Vậy bây giờ mình sẽ chọn tới nó. với last fill để đếm từ bên phải qua vị trí thứ nhất tức là tab 3 với border right bằng nên để bỏ cái border này đi tiếp theo mình sẽ cho nó một cái transition bằng 0.5 giây để tí nữa tạo ra hiệu ứng st trong vòng 0.5 giây một cursor bằng pointer để tạo ra hiệu ứng con trỏ chuột mỗi khi mình hover chuột vào Theo mặc định sẽ luôn có một nav item được active sẵn, mình sẽ chọn luôn nav item đầu tiên. Nav item nào được active thì sẽ có class active nằm bên trong nó. Ngoài ra mình sẽ tạo ra thêm một class tên là bg-active để tạo ra hiệu ứng màu nền màu trắng phía sau. Đầu tiên, với next item ở trạng thái active. Nó sẽ bị thay đổi màu sắc, chính xác là màu chữ sẽ thành màu đen xám. Còn đối với bg-active nó sẽ có một màu nền là màu trắng khói. Nó sẽ có kích thước như những Naps item bình thường. Để linh động hơn trong việc thay đổi vị trí của BGFT. Ở nắp tab, mình sẽ khai báo một thuộc tính đó là Position Reality. Còn đối với BGFT, mình sẽ khai báo một thuộc tính đó là Position Absolute thì từ giờ BGST sẽ lấy NASDAQ làm chuẩn để di chuyển cách lép của NASDAQ bằng 0 và có chiều dài he bằng 100% NASDAQ. Với Z-Index, tức là thứ tự xếp chồng mình sẽ đặt là âm 1 để nó xếp phía sau các tab. Với Transition để tạo ra hiệu ứng chuyển động trong vòng 0.5 giây khi được ST. Thành phần thứ hai chính là Content Tabs. Có bao nhiêu nắp item thì sẽ có bấy nhiêu tab. Với một tab ở đây mình sẽ tạo mẫu với hai thành phần chính. Thứ nhất là tiêu đề với H1 Content Tab 1. Và sau đó là một đoạn văn bản bất kỳ tầm 100 chữ để làm mẫu. Mình có 3 nắp item, vậy sẽ có 3 tab tương ứng. Tab 1, tab 2 và tab 3. Qua CSS mình sẽ cho content tab một basin là 30 pixel. Với background color là màu trắng khói. Color tức là màu chữ sẽ là màu đen xám. Border radius để bo viền các góc lại, mỗi góc là 10 pixel. Tuy nhiên, góc bên trên tức là top left, mình không muốn bo lại, vậy cho nó bằng 0. Với height tức là chiều cao tối thiểu của nó, sẽ tầm 300 pixel Sau đó là Test Align bằng Justify để căng đều văn bản. Tương ứng với mỗi nắp item được active, sẽ có một tab content tương ứng cũng được active theo. Theo mặc định, tất cả các tab sẽ bị ẩn đi. chỉ có duy nhất một tab nào đang ở trạng thái active mới được sâu lên với display bằng block. Vậy đây chính là khung hình của một tab slide. Hiện tại tới đây chỉ đang là cốt cứng thôi. Tất cả các snap item của như tab content chưa hề có một mối liên hệ trực tiếp nào cả. Tất cả mọi thứ chỉ là chúng ta đang tự hình dung ra. Vậy ở đây với mỗi tab mình sẽ tạo ra một ID riêng biệt để các snap item tương ứng có thể tìm được nó, mình sẽ khai báo một thuộc tính đó là data target và giá trị của nó chính là bằng ID của tab mà nó đang muốn hướng tới, cụ thể là tab 1. Vậy là từ giờ nó đã có mối liên hệ rồi nhé. Data target của snap item sẽ bằng ID của tab content tương ứng. bây giờ mình sẽ tiến hành thêm tất cả các thuộc tính này vào những tab cũng như các snap item còn lại tuy nhiên mọi người cần lưu ý là các id này sẽ không được trùng nhau nhé ngoài ra thì mình sẽ nhân bản nó thành hai tab slide luôn hai tab slide này sẽ hoàn toàn riêng biệt để cho mọi người có thể thấy rằng là chúng ta chỉ cần cốt một lần duy nhất thôi và sau đó dù có sinh ra bao nhiêu tab slide đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ hoạt động được bình thường. Giờ thì qua Java script nào. Trong trang web sẽ có thể có nhiều hơn một tab slide, vì vậy để có thể lấy được hết tất cả các tab slide đang tồn tại, mình sẽ sử dụng query selector all. Sau đó, mình sẽ tiến hành chạy vòng for với mỗi item sẽ đại diện cho một tab slide tương ứng. Để bắt được sự kiện khi người dùng click vào một tab slide, mình sẽ lắng nghe sự kiện bằng app Event Listen và sự kiện cần lắng nghe chính là click, thì khi này nó sẽ tiến hành chạy một function với event chính là toàn bộ dữ liệu của sự kiện đó. Mình muốn kiểm tra xem vị trí người dùng vừa click có phải là các thanh điều hướng naps item không. Vậy với event.target chính là phần tử mà người dùng vừa click. Mình chọn đến class của nó và hỏi xem nó có tồn tại một class tên là naps item không. Nếu có thì chúng ta tiến hành xử lý tiếp. Đầu tiên chính là thay đổi vị trí XT của Naps Item khi được click. Vị trí XT cũ chính là các lợi đang được XT sẵn. Mình chỉ muốn tìm nội bộ trong vùng tab slide này thôi. Và với tab slide này chính là item. Vậy mình viết như sau item.querySelector tìm trong khu vực tab slide này, tức là item một li có class active. Nhờ đó nó sẽ không gây ra bất cứ một ảnh hưởng nào ngoài phạm vi của tab slide này cả, tức là các tab slide khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiếp theo là vị trí active mới, tức là vị trí vừa được click. Nó là event.target Sau cùng, chính là BGST, hiệu ứng nền trắng phía sau. Và đương nhiên, mình cũng chỉ tìm nội bộ trong vùng tab slide này thôi, tức là item.query selector. với vị trí acti cũ tức là last acti mình sẽ hủy tính năng acti này đi bằng việc xóa class acti bên trong nó thay vào đó mình sẽ kích hoạt acti vào vị trí new acti bằng việc thêm class acti vào vị trí này còn đối với bg active mình sẽ thay đổi vị trí left của BGST. Bằng với vị trí cách left của thành phần được active mới. Và đừng quên thêm đơn vị pixel vào. Tiếp đến là Tab Contents. Cũng như trên, chúng ta chỉ tìm nội bộ trong phạm vi của Tab Slide này. Vị trí Tab Contents Active cũ chính là vị trí có class Tab có chứa thêm một class Active. Vậy còn vị trí mới thì sao? Mọi người có nhớ không? Khi này chúng ta đã thống nhất với nhau là tạo ra một mối quan hệ cho nó như sau. Với mỗi NAPS item sẽ có một thuộc tính đó là data target và thuộc tính data target sẽ có giá trị bằng ID của tab mà chúng ta muốn hướng tới. Vậy new contains act này nó sẽ bằng document get element by id để tìm đến một id cụ thể và id đó nằm trong vị trí next item active mới và nằm trong biến data.target vậy new active chính là vị trí active của next item mới .data để chọn đến phần data và .target để lấy giá trị của data.target Mình sẽ tiến hành hủy bỏ trạng thái active của tab active cũ bằng cách xóa class active của vị trí này đi. Thay vào đó mình sẽ thêm class active vào vị trí active mới để có thể kích hoạt được trạng thái active của nó lên. Ngoài ra, nếu mọi người muốn tạo ra được một hiệu ứng animation sinh động hơn mỗi lần thay đổi trạng thái AT thì ở file style.css mình có thể tạo ra thêm một animation có tên là show contents. Ở trạng thái bắt đầu tức là from nó sẽ có opacity bằng 0 để ẩn đi với transform change change lay y để dịch chuyển nội dung xuống phía dưới 100 pixel. Sau đó khi nó được AT với opacity bằng 1 để hiện lên và transform change change lay y về lại với trạng thái ban đầu tức là bằng 0. Mình dán nó vào đây với animation 2 chấm, tên animation là show content, sẽ chạy trong vòng 0.5 giây. Với ease in out sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động chậm lúc ban đầu và lúc kết thúc, và nó sẽ chạy trong một lần. Vậy đây chính là toàn bộ code của chúng ta. Từ giờ, cho dù có phát sinh thêm bao nhiêu tab slide đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không cần thêm bất kỳ một dòng java nào. Nếu mọi người thấy video này hay, cho mình xin một flow nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và giờ tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau Baby's bad, oh baby's had a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some us to the face, baby. I don't need no space, coming close.